Xin chào các em. Thì hôm trước chúng ta đã nghiên cứu phần công thức Lê Quyết và đọc một số phần tử rồi. Thì hôm nay thì chúng ta qua một cái phần mới phức tạp hơn, đó là sự lai quá ô beta nguyên tử. Thì lai quá ô beta nguyên tử này để làm gì? Thì một số cái hình học phân tử chúng ta không giải thích được, thì chúng ta phải chuyển sang cái lai quá để chúng ta giải thích. Có khái niệm lai quá này chúng ta mới giải thích một số phân tử tại sao mà cái gốc là như vậy, không phải là khác hơn. Đấy, phải dựa vào cái thuyết lai quá của người ta. Rồi chúng ta đi qua tìm hiểu cái khái niệm lai quá của người ta là gì. Các em xét, chúng ta xét cái phân tử, đó là xét sự lai quá của cái nguyên tử khách bành trong phân tử metan CH4. Thì ban đầu chúng ta, tại sao chúng ta đặt câu hỏi tại sao mà cái góc của HC và H này không là 90 độ, thì chúng ta sẽ vận dụng cái thuyết lai quá này để chúng ta giải thích lý do và cho biết cái góc của thực tế của phân tử beta là như thế nào. Thì các em thấy là nguyên tử trung tâm của khách bành thì có cấu hình electron là mỗi Th22. Như vậy cái trạng thái cơ bản này ở lớp ngoài cùng của khách bành là 2s2 2p2. Ở đây thì chúng ta có 4 cái AO, AOS thì nó có 2 ở trong, AOB thì có BX, BY và BZ nó cũng có 2 ở trong luôn. Như vậy khi ở trạng thái kích thích thì sao? Khi ở trạng thái kích thích á, thì trong ở ô pyridate này nó sẽ nhảy lên trên, nó sẽ nhận một cái mức năng lượng nào đó khi tác động của cái năng lượng hoặc là có tác động của hydrogen, lúc này nó sẽ nhảy lên lên đây, và khi đó orbital s này nó sẽ tổ hợp với ba cái orbital b này, và trong đây chúng ta hình thành nên cái lai quá, người ta gọi là lai quá b 3. Ở đây người ta gọi là sự lai quá s b 3 do tổ hợp các orbital OETANET và PAOETANB. Như vậy là sự tổ hợp tạo thành 4 OETAN có mức năng lượng bằng nhau và có hình dạng kích thước và giống nhau hướng về 4 đỉnh của tuyến diện điều. Thì đây chính là cái sự lai hóa của OETAN nguyên tử. Thì chúng ta thấy đây, khi khách bành đã tham gia lai hóa rồi nó sẽ tạo thành 4 OETAN như thế này. Thì 4 cái O này nó sẽ xen phủ, 4 AO này gọi là orbit P3. Thì chúng ta 4 AO này sẽ xen phủ giữa 4 orbital S của hydrogen và nó tạo nên phân tử methane. Đấy, chúng ta thấy đây, nó sẽ xen phủ giữa 4 cái AOS của nguyên tử hydrogen. Thì lúc này các em thấy không phải là góc 90 độ nữa, mà lúc này nó hướng về 4 đỉnh của tứ diện đều. Đó, cho nên lúc này là phân tử metan lúc này là có góc là 109,5 độ chứ không phải là 90 độ như chúng ta dự đoán ban đầu. Như vậy sự lai hóa là gì? Lai hóa là sự tổ hợp các orbital của cùng một nguyên tử để tạo thành các orbital mới có mức năng lượng bằng nhau, hình dạng và kích thước giống nhau nhưng định hướng khác nhau trong không gian, người ta gọi là lai hóa. Và điều kiện để có cái sự lai hóa này thì các orbital nguyên tử hay còn gọi là AO có mức năng lượng phải gần bằng nhau, thì lúc đó chúng ta mới xảy ra có cái hiện tượng lai hóa, hoặc là hay chúng ta nãy giờ chúng ta xét chỉ cùng một lớp thôi, mức năng lượng phải bằng nhau mới được, hoặc là gần bằng nhau. Và các AO lai hóa sẽ bằng tổng các AO tham gia lai hóa. Chúng ta ví dụ đây này, ở đây các AO lai hóa chúng ta 1, 2, 3, 4, như vậy là có 4 AO tham gia lai hóa. Ở đây chúng ta có là AOS, AO, BX, BY và BZ. Thì chúng ta sẽ tổ hợp 4 cái AO này thì nó sẽ thành là 4 cái OSP3 này sau khi lai hóa. Như vậy là các AO tham gia, các AO lai hóa là SP3 này
nó sẽ bằng tổng các AO này tham gia lại hóa. Có nghĩa trên đây 4 AO tham gia lại hóa thì đã tạo ra 4 AO lại hóa là SP3. Chúng ta qua một số dạng lai hóa cơ bản. Thì ở đây chúng ta gọi lai hóa thứ nhất là lai hóa SP. Thì lai hóa SP là như thế nào? Thì trong cùng một nguyên tử thì một AONS nó sẽ tổ hợp với một AONB để tạo ra hai AO mới. Lai hóa SP có góc liên kết là 180 độ. Thì cái lai hóa này người ta gọi là lai hóa đường thẳng. À, đây là một orbital 1s lai hóa với một orbital b. Lúc này chúng ta tạo ra lai hóa sb, có nghĩa là hai orbital và cấu tạo ở dạng lai hóa sb này nó có dạng đường thẳng, góc của nó là 180 độ. Rồi chúng ta ví dụ xét sự tạo thành phân tử barium chloride, đó là BCl2. Thì chúng ta xét nguyên tử trung tâm nó là barium. Lúc này chúng ta thấy nó sẽ là cấu hình của barium là 1s2 2s2, các orbital lai hóa là chúng ta 1s2 2s2, thì chỉ có orbital s này là điện này, còn tất cả còn lại orbital bx, bz thì nó là orbital trống. Thì đây chính là cái trạng thái cơ bản của barium chưa tham gia liên kết. À, khi nhận một mức năng lượng nào đó để chuyển thành phấn, có nghĩa là ở trạng thái kích thích, chúng ta thấy nó sẽ chuyển một electron ở chúng ta tổ hợp ha, gọi tổ hợp trong phải chuyển đó là tổ hợp orbital. Thì lúc này orbital 2s với 2b thì lúc này chúng ta tạo ra tổ hợp sp, còn lại hai orbital trống này chưa có điện này. Hai orbital sp này đấy, nó sẽ then phụ với chloride. Lúc này cấu hình của chloride nó là 1 2 2 2 2 b xíu, b 2 b 5, và các em thấy cái orbital của nó chúng ta viết như thế này, 1 2 3, chúng ta quay ngược pin lại là đây là 5. Như vậy cái chloride này thì lúc này nó sẽ có một orbital còn trống, nó sẽ tham gia liên kết với hai orbital, hai orbital mới tổ hợp này là hai orbital sp, là hai AO lai hóa sp của barium sẽ xen phụ với hai AO b của nguyên tử chloride, tạo thành liên kết sigma, có nghĩa là hai liên kết sigma hướng về cùng một đường thẳng và góc liên kết là 180 độ. Thì đây là cái orbital lai hóa, hai orbital lai hóa sp của barium, lúc này nó sẽ xen phụ với chloride hai bên, thì chúng ta tạo nên một cái liên kết tại vị trí xen phụ này, thì ta gọi liên kết này là liên kết sigma. Đấy, chúng ta qua ví dụ thứ hai, chúng ta xét sự hình thành của phân tử acetylen C2H2. Đây là cái phân tử acetylen. Thực tế ra cái lai hóa này em lưu ý một điều, đó là sau khi có phân tử rồi chúng ta dùng thiết lai hóa để chúng ta giải thích ngược lại, chứ thiết lai hóa chưa giải quyết vấn đề về cái tính chất của các chất được. Rồi, chúng ta lưu ý thế này, cái phân tử acetylen này thì các em thấy nó sẽ có ba cái liên kết này gọi là liên kết sigma, các em sẽ học SEAL chương trình lớp 11. Còn hai cái liên kết màu đỏ này nè thì người ta gọi là cái liên kết bi. Như vậy ở trạng thái cơ bản tôi xét nguyên tử carbon này, chúng ta xét nguyên tử trung tâm ha, các bạn. Lúc này ở trạng thái cơ bản carbon nó có cấu hình là MH2 2B2, cho nên nó sẽ có orbital s là một cái ô thế này. B thì có ba ô, chỉ có hai ở trong độc thân thôi.
Như vậy ở trạng thái kích thích thì cái AOS này nè nó sẽ nhảy lên đây một cái electron, thêm một electron độc thân nữa. Lúc này á, chúng ta thấy nguyên tử cách bằng, đáng lẽ lại quá là sp3. Nhưng các em lưu ý một điều, trước khi xét lai quá sp này thì chúng ta phải nhường cho cái orbital cho hai cái liên kết pi này. Hai cái liên kết pi này á, thì nó chỉ có xen phủ bên, mà xen phủ bên của hai liên kết pi á, thì nó chỉ lấy cái orbital thuần khiết thôi, có nghĩa là orbital không tham gia lai quá. Cho nên á, hai orbital này lúc này nó sẽ tạo dùng để tạo nên xen phủ bên này, tạo nên liên kết pi. Còn lại á, thì chúng ta thấy chỉ có hai cái liên kết sigma này tạo nên, bởi có nghĩa là cái lai quá sp này nó xen phụ với cái h của hai hydrogen đấy, như là còn lại một cái orbital lai quá sp nó sẽ dùng chung với nguyên tử khách bằng còn lại. Cho nên cái lai quá của trường hợp này, của khách bằng này chỉ có là lai quá sp thôi. Xét tương tự cho trường hợp bên này cũng vậy luôn. Chúng ta qua ví dụ thứ ba, xét sự tạo thành phân tử CH2. Thì các em biết cái công thức Lewis rồi. Thì phân tử CH2 có công thức Lewis là như thế này. Nó không có đôi ở trong riêng. Thì ở trạng thái cơ bản nguyên tử cách bằng thì nó sẽ có cấu hình ở trong và orbital lớp ngoài cùng thế này. Những orbital lớp ngoài cùng có mức năng lượng gần bằng nhau thì chúng ta mới đem tổ hợp lai quá được. Cho nên là cái lớp khi ở trạng thái kích thích thì cái lớp 2s này nó chuyển lên đây một orbital. Mới nãy đã nói em rồi đó. Chúng ta thấy là hai cái orbital đáng lẽ lai quá, ba cái này là lai quá sp, nhưng hai cái orbital này là hai orbital dành cho cái liên kết pi, thì nó sẽ xen phủ bên và phải là orbital thuần khiết. Cho nên sau khi mà dành cho orbital thuần khiết rồi thì chỉ còn lại cái hai orbital tham gia lai quá thôi, thì lúc này chỉ có gọi là orbital lai quá sp. Đây sẽ xen phủ bên. Như vậy cái khách bằng này nè, chúng ta chỉ có cái lai quá là sp thôi. Còn đối với S Lewin thì các em lưu ý thêm cái này, thì chúng ta thấy là Lewin có cái cấu hình ở trong ở lớp ngoài cùng là đây là 3s2 3b4, và chúng ta có cái orbital lớp ngoài cùng. Thì từ đây các em thấy nó sẽ có một hai cặp ở trong riêng rồi, thì còn lại một cái orbital thuần khiết thì nó dành cho cái liên kết pi để xen phủ bên. Như vậy tổ hợp thực tế ra chỉ tổ hợp ba cái orbital là orbital riêng này, một orbital riêng, hai orbital riêng và một cái electron độc thân này, thì chúng ta tổ hợp là thành lai quá sp2 chứ không phải là lai quá sp. Lý do là có cặp electron riêng, và các em lưu ý là cái cặp electron riêng này vẫn tham gia lai quá, còn chỉ có trường hợp là electron mà tạo nên cái liên kết pi thì nó phải là cái orbital thuần khiết. Chúng ta qua một dạng lai quá nữa, đó là lai quá sp2. Lai quá sp2 là sao? Thì người ta cũng đem tổ hợp. Thì trong một nguyên tử, nhớ một nguyên tử nha, chứ không nhiều nguyên tử. Lai quá chúng ta tính cho một nguyên tử. Thì một AONS nó sẽ tổ hợp với 2 AONB tạo ra 3 AO lai quá sp2 hướng về ba đỉnh của một tam giác đều. Lúc này cái góc của nó sẽ là 120 độ. Người ta gọi là lai quá tam giác. Như vậy chúng ta sẽ có cái hình sao? Đó là một orbital S nó sẽ tổ hợp dưới là hai orbital B, lúc này sẽ tạo ra lai quá sp2, là tạo ra ba orbital lai quá sp2, có dạng như là hình tam giác đều.
góc của chúng là 120 độ. Rồi chúng ta xét sự hình thành phân tử boron trifluoride. Lúc này là chúng ta BF3, các em làm tương tự. Cấu hình này ở trong của bo thì chúng ta thấy là cái orbital lai hóa là đây. Chúng ta chỉ có lai hóa orbital lai hóa chỉ có lớp ngoài cùng, tại vì chúng có cùng năng lượng. Như vậy là chúng ta ở trạng thái cơ bản của bo là như thế này, là H2O2B1 thì một HOX và một HOB, chỉ có cái BX này là ở trong lập thân thôi. Rồi chúng ta ở trạng thái kích thích thì các em thấy nó sẽ electron nó sẽ nhảy lên này. Đó, nó tham gia tổ hợp tạo thành là ba orbital lai hóa. Lúc này người ta gọi là lai hóa sp2, một orbital s với hai orbital b thì chúng ta gọi là lai hóa sp2, đây là trạng thái kích thích. Như vậy nguyên tử clo thì như thế nào, xin lỗi clo, lúc này clo các em thấy nó cấu hình lớp ngoài cùng của nó vẫn có một e trong độc thân. Cho nên nó sẽ xen phụ với cái hai cái orbital, xin lỗi ba orbital sp2 này. Đây. Như vậy là 3O sp2 của bo xen phụ với 3O của nguyên tử bro. Alright. Tạo thành liên kết sigma hướng về 3 đỉnh 180 điểm, góc là 120 độ. Đây. Đây là cái hình nhẹ xen phụ và ba cái liên kết này. Tại ba cái vị trí xen phụ người ta gọi là liên kết sigma. Rồi chúng ta đi qua lai hóa thứ ba, đó là lai hóa B3. Thì chúng ta cũng trong cùng một nguyên tử, một AOS nó sẽ tổ hợp với là 3O NB tạo ra 4AO lai hóa hướng về 4 đỉnh của một thứ gì đều nha, nên này viết lộn á, góc là 109,5 độ, gọi là lai hóa thứ diện. Đây, chúng ta xem đây. Đây là cái AOS sẽ tổ hợp với là AOBX, BI và BZ này để tạo nên cái lai hóa là SP3. Rồi chúng ta xét ví dụ thứ nhất là sự tạo thành phân tử methan CH4, thì chúng ta cũng làm tương tự. Nguyên tử cách bành thì có cấu hình lẻ trong là một H2O2B2. Như vậy orbital lai hóa ở trạng thái bình thường, đây là chúng ta có là 4 AO, một AOS và 3 AOB, BX, BY, BZ. Đây là trạng thái chưa hình thành liên kết. Đây chúng ta trạng thái tiếp theo là trạng thái kích thích. Thì chúng ta sau khi trạng thái kích thích thì ở trong AOS này nó sẽ chuyển lên AOB. Lúc này chúng ta sẽ tổ hợp là được thành cái 4 orbital. Đó là tổ hợp 40 metan đều có dạng là SP3, đều có dạng lai hóa là SP3. Rồi 4AO lai hóa SP3 của nguyên tử khách bạch nó sẽ xen phụ với 4AOS của 4 nguyên tử hydrogen thì tạo nên 4 liên kết sigma hướng về, các em thấy là nó hướng về 4 đỉnh của một thứ diện đều. Góc liên kết sẽ là 109,5 độ chứ không phải 90 độ như vậy đó mà nó. Như vậy quá trình xen phủ này, tại nơi xen phủ này chúng ta gọi các liên kết này, chúng ta gọi là liên kết sigma. Góc liên kết của phân tử methan là 109,5 độ chứ không phải là 90 độ như vậy đó mà nó. Rồi chúng ta ví dụ thứ hai, đó là xét sự tạo thành phân tử ammoniac NH3. Thì cấu hình này trong của nitrogen là MH2H2B3, thì các AO lai hóa là, thì chúng ta đang biết nitrogen cái cấu hình lớp ngoài cùng là H2H2B3. Như vậy nó có 3 ở trong độc thân ở 3 orbital BX, BY và BZ, thì đây chính là trạng thái cơ bản. Còn ở trạng thái lai hóa hay gọi trạng thái kích thích, thì sau khi lai hóa thì cái AOS này sẽ tổ hợp với 3 AOB, thì chúng ta lai hóa ở đây là có 4 AO lai hóa là SP3. Như vậy là cấu hình electron của S là mỗi 1 và chúng ta sẽ tổ hợp
Vậy là ba cái AOLay quá SP3 này nó sẽ xen phủ với là ba OS của nguyên tử hai trụ rành để tạo nên ba liên kết sigma. Thì còn một cái AO này nè chưa tham gia liên kết thì nó đẩy nó ép cái gốc này lại, ép cái gốc của NH này, NH HNH nó còn lại là 107,8 độ chứ không phải là 109,5 như metan. Đấy, đây là cái gốc liên kết của phân tử ammoniac NH3. Do cái đồ điện tử tự do nó ép cái gốc lại là 107,8 độ. Rồi chúng ta vào ví dụ thứ ba, đó là xét sự tạo thành phân tử nước H2O. Thì cấu hình neon đông của oxy dành là nguyên tử trung tâm là MH2H2O4. Như vậy là các orbital tham gia lai hóa là đó là orbital S và B. Ở đây chúng ta có phân phối đây. Đây là trạng thái cơ bản. Và ở trạng thái kích thích thì orbital S này nó sẽ tổ hợp với là ba orbital B để tạo nên cái lai hóa SP3. Đây là trạng thái kích thích. Và chúng ta biết rồi cấu hình của orbital thì là cấu hình của nguyên tử hydrogen là MOH1. Như vậy là cái orbital có một cái pin thế này. Thì chúng ta thấy là một pin của orbital S này nó sẽ tham gia với là hai orbital đã lai hóa SP3 này. Đấy. Thì chúng ta sẽ có là hai ô lai hóa SP3 của oxygen xen phủ giữa hai ô lai hóa của hai nguyên tử hydrogen để tạo nên liên kết sigma. Còn hai ô chưa tham gia liên kết và do hai ô này chưa tham gia liên kết thì nó ép cái gốc của nước lúc này không là 109,5 hoặc là 107,8 nữa mà ép mạnh hơn. Thì gốc liên kết của phân tử nước HOH lúc này là 104,5 độ. Đó. Điều này là cho biết rằng một điều là gì em? Là chúng ta thế giới chúng ta không có nước thì rất là không có tồn tại được. Cho nên trái đất chúng ta là cần có nước là có sự sống. Và đây là một cái nguyên nhân thì chúng ta giải thích là nước là một cái phân tử phân cực. Nếu nước không phân cực mà nước ở dạng được thẳng thì chắc chắn một điều là chúng ta sự sống của chúng ta sẽ biến mất. Rồi chúng ta qua ví dụ 4, xét sự lai hóa của nguyên tử trung tâm phân tử formaldehyde đó là HCHO. Để chúng ta cái cấu hình của khách bệnh MH2H2B2. Như vậy là các orbital chưa tham gia lai hóa là đây. Đây là trạng thái cơ bản. Thì chúng ta đây là nguyên tử khách bệnh. Bây giờ chúng ta xét cái lai hóa của khách bệnh và có thể lưu suy giảm luôn. Như vậy ở trạng thái kích thích thì bữa nay cũng đã nhắc em rồi đó, chỗ này chúng ta có liên kết pi. Liên kết pi là một cái liên kết dùng orbital thực thiết, cho nên cái orbital lai hóa phải dành riêng cho nó là một cái liên kết chúng ta bỏ ra. Như vậy là còn lại chỉ có ba orbital lai hóa thôi. Như vậy là chúng ta tổ hợp là thành là orbital lai hóa là SP2. Như vậy nguyên tử kết bạch trong phân tử formaldehyde thì nó sẽ có lai hóa là SP2.